quan hệ vợ chồng không có khái niệm đúng sai, chỉ có khái niệm là hạnh phúc nhiều hay rất nhiều mà thôi. Mà chồng có chửi mình cúc luôn những lời mà xin lỗi lòng. Cô nói vì cô làm cái điều này và anh ấy không đồng ý, thì ai sẽ bảo anh chắc chắn chưa? Chắc chắn là cái điều này anh không đồng ý, anh nghĩ lại không? Thì anh bảo không, anh quyết rồi. Cảm ơn em nghe lời, em nghe lời anh. Rút quân lên mình tính sao? Không cần nhất thiết là phải dâng quân lên chiến đấu các bạn. Thấy mà dâng lên mà thấy anh ấy mạnh mẽ thì lập tức quay xe luôn. Mình cứ tấn công là cả hai cùng chết. Thế thay vì thấy mình quay xe đi. Thế xong mình quay thì là vỡ, thế xong trong dần dần mình tính sao? Các bạn xác định lì đoàn hơn đối phương. Và cái lì này không phải lì bướng, không phải lì thái độ, mà lì thương yêu. Thằng nào có cái gói thương yêu nhiều hơn, thằng nào khi bị thương yêu nhiều hơn đối phương, thằng lại chủ cái cuộc chơi đó. Còn nếu như bạn đem ra đao kiếm bằng những lời nói, bằng cái thái độ sắc lẹm thì đấy là biểu hiện của người bất lực. Dùng bằng những lời nói khi mà mình nghe thấy đối phương nói cháy ngược lòng mà mình điên lên ấy, lúc đó là biểu hiện của suy thoái rồi, là biểu hiện của bất lực rồi. Và kẻ mạnh ấy, là kẻ mà thấy đối phương có nóng lẩy khó chịu thì mình vẫn mỉm cười được. Còn khi mình xin lỗi đối phương mà làm tổn thương mình xin lỗi họ ấy, đôi khi không phải là do mình sai về cái vấn đề đó, mà bởi vì em xin lỗi trước cái cảm xúc biến động của anh. Khi anh bị tức giận bởi một lời nói nào đó từ em thì em có phần chịu trách nhiệm trước cái biểu cảm xúc này, bởi vì bằng cách nào đó bạn đã đưa thông tin bằng ngôn ngữ, bằng lời nói, bằng hành động nào đó và khiến cho anh tức giận, thì mình phải chịu trách nhiệm trước cái phần đó. Còn mình không phân biệt đúng sai. Có thể trong thời điểm hiện tại các bạn đang vướng mắc vào những mối quan hệ của vợ chồng, có điều gì nó đang tổn thương đi, thì các bạn hiểu là giai đoạn này đang kém hiệu quả. Chứ đừng nghĩ là mình đang bị bế tắc hay đang nghĩ là mình đang không hạnh phúc, hay mình đang bất hạnh, hay là vợ chồng đang ly tán hay là chuẩn bị ly hôn. Mà hãy nghĩ là giai đoạn này chúng tôi đang chưa hiệu quả. Chỉ có hiệu quả và chưa hiệu quả. Chỉ có thành công và có bài học mà thôi. Các bạn phải rút ra bài học trong cái vấn đề này. À, tôi học được điều này, tôi đang mắc về vấn đề này, tôi phải chỉnh sửa cái thứ này. Còn người bậc bình thường, cái việc mà chúng ta mắc phải những cái sai lầm, những cái không đúng đắn, không tạo ra hiệu quả trong mối quan hệ thì hiểu đó là điều bình thường. Nhưng chúng ta biết đối diện, sửa sai, rút ra bài học, đó mới là điều phi thường. Và trong hôn nhân thì nó phải cần nhiều hơn sự phi thường các bạn. Yêu chỉ cần cảm xúc thôi, nhưng trong hôn nhân phải cần nhiều hơn thế nữa, là lòng đắc đà, là sự phi thường, là sự nỗ lực. Hôm qua các bạn chứng kiến cặp vợ chồng đã đưa nhau ra tòa rồi, đã ly thân rồi, đã không còn gì để nói với nhau nữa rồi, mà đến lớp họ lại thương nhau, họ hạ gối trước mặt nhau, họ nói những lời ái ngữ. Anh nói rằng nhờ có những người phụ nữ này, cô ấy đã can đảm, cô ấy đã giữ chân, cô ấy đã hy sinh, cô ấy đã nỗ lực để giữ được chân em đến lớp này, cũng như để giữ được em quay về với gia đình. Người phụ nữ này sau này, các bạn nhớ này, sau này con cháu đầy đàn, đến một ngày con cháu ngồi đây ở dưới chân bạn, bạn đứng ở đây hoặc là bạn ngồi xuống, các cháu hỏi bà ơi cái cuộc sống hôn nhân của bà như thế nào, bạn kể cho các cháu nghe, rồi thế ngày xưa ông có lỗi gì với bà không, rồi bạn kể cho cháu nghe, rồi thì các cháu được nghe những câu chuyện phi thường. À ngày đấy thay vì bà đã đi đánh ghen thế này mà bà đã dùng cái chiêu này chiêu kia cho nên giữ được chân ông con gia đình ở bên bây giờ, với có đàn cháu đàn chắc được chút được chiếc như thế này, đến khi mất có cả khăn vàng khăn tím đỏ đeo trên đầu, thì có phải là đó là điều vĩ đại không? Còn đến nhất thời chúng ta ly hôn chỉ vì chưa hiệu quả thì có đáng hay không? Các bạn hãy suy xét. Tình yêu nó đơn giản chỉ là cảm xúc được đáp ứng thôi. Các bạn bây giờ đây nhé, để thay đổi một cái kết quả ấy, nó là một điều mà nó cứ là bình thường chứ nó không có lớn lao như những gì chúng ta tưởng. Đây, nhu cầu nhá, tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, hành động tạo ra kết quả. Có vậy thôi, đơn giản đó là gì? Muốn có một kết quả tốt, vợ chồng hôn nhân ấm êm hạnh phúc thì các bạn chỉ làm tác động đúng vào mặt nhu cầu thôi. Nó cực kỳ thực dụng nhưng nó là sự thật. Ví dụ như là có những người đàn ông đi ngoại tình chỉ vì vợ không đáp ứng vấn đề sinh lý, tức là nhu cầu sinh lý của anh có mà bạn cấm vợ luôn,
thì nó cũng tạo ra cái việc là anh bị cái cảm xúc, anh bị tổn thương, thì dẫn đến việc là anh phải đi tìm một người thứ ba và kết quả là chia tay. Nếu như kết quả của bạn ngày hôm nay muốn thay đổi, cải thiện cái vấn đề vợ chồng đi, muốn thay đổi nhé, bạn muốn tập trung vào kết quả thì bạn phải tập trung vào nhu cầu và đi tìm nhu cầu của anh ấy là gì. Thế vậy tìm nhu cầu của cái người bạn đời chúng ta chính là nhận biết vấn đề hiện tại, sau đó tìm ra nỗi sợ, từ nỗi sợ chúng ta tìm ra hành vi, từ hành vi chúng ta tìm ra cảm xúc, từ cảm xúc tìm ra nhu cầu thì nó thay đổi thôi. Và chúng ta nghiên cứu, cái cuối cùng chúng ta tìm ra nhu cầu của chồng chúng ta là cái gì và chúng ta đáp ứng thẳng vào đây.